Kính thưa tất cả đồng bào Việt Nam trong nước và nước ngoài, những người yêu quý mến dòng nhạc Lam Phương. Kính thưa thân bằng quyến thuộc nhạc sĩ Lam Phương ở Việt Nam và Hoa Kỳ. Năm 2020, toàn cầu xảy ra nhiều biến cố đau lòng làm đảo lộn mọi phương diện cuộc sống. Covid-19 tàn phá 220 quốc gia vùng lãnh thổ, kéo theo cái chết của gần 1.800.000 người, để lại nhiều nỗi khổ niềm đau khôn tả. Đây cũng là năm một số văn nghệ sĩ tài danh Việt Nam vĩnh viễn chia tay chúng ta. Hôm nay 27 tháng 12 2020 tại chánh điện chùa Giác Ngộ, tất cả chúng ta bất luận sắc tộc, tôn giáo, trọng thể làm lễ cầu siêu tưởng niệm cho nhạc sĩ Lam Phương được giảng sinh về cảnh giới an lành của Đức Phật. Đồng thời, chúng tôi thành kính chia buồn đến tang quyến ở Việt Nam, nhất là em gái, hai con gái của nhạc sĩ Lam Phương ở Hoa Kỳ, do chuẩn bị tổ chức lễ tang của nhạc sĩ Lam Phương chủ nhật tuần sau 4 tháng 11 2020 tại California, nên không thể về Việt Nam dự lễ với chúng ta hôm nay. Nhạc sĩ Lam Phương tên thật Lâm Đình Phùng, pháp danh Ngộ Trí Nhân, sinh ngày 20 tháng 3 1937 tại Rạch Giá, Kiên Giang, qua đời tại Fountain Valley, California, Hoa Kỳ, lúc 18:07 ngày 22 tháng 12, 2020 giờ Cali. Tuy là cháu cố của danh tướng Lâm Quang Ky, vốn là phó tướng của anh hùng Nguyễn Trung Trực, cuộc đời của nhạc sĩ Lam Phương trái ngược với nghệ danh của ông, Phương Trời Xanh, gặp nhiều cảnh chuân chuyên trắc trở. Sau thế hệ của các nhạc sĩ đẳng cấp thời tiền chiến như Phạm Duy và Lê Thương, có thể nói Lam Phương đứng top các nhạc sĩ tài danh của làng nhạc tại Sài Gòn từ đầu thập niên 60. Trong hơn 200 ca khúc đặc sắc với nhiều thể loại, có hơn 120 bài nhạc hit của Lam Phương đã đạt đỉnh cao, lan tỏa sâu rộng, trở thành hơi thở, nhịp đập không thể thiếu đối với nhiều thế hệ Việt Nam trong nước từ năm 1950 đến 75, ở hải ngoại từ 75 đến 2020 và lần nữa vào năm 2011 đến nay, tiếp tục được yêu thích tại Việt Nam. Cảm ơn Trung tâm Thúy Nga ở hải ngoại đã làm tỏa sáng dòng nhạc Lam Phương từ năm 1996, thực hiện 4 live show đặc sắc. Cảm ơn công ty Bến Thành Audio Video từ năm 2011 đã xin cấp giấy phép biểu diễn cho hơn 110 bản ca khúc của Lam Phương tại Việt Nam. Nhờ đó, nhạc sĩ Lam Phương xứng đáng với danh hiệu ông vàng sáng tác nhạc Việt Nam. Lam Phương để lại nhiều tuyệt phẩm cho đời, thành công với nhiều thể loại nhạc, đặc biệt là nhạc tình sang trọng, nhạc bolero bình dân, nhạc trẻ đúng nghĩa sôi động, tràn đầy sức sống. Về nhạc quê hương, ở tuổi thiếu niên, Lam Phương đã thành công với bài nhạc tiền tiến như Trân Thanh Bình, Hương Thanh Bình, Khúc Ca Gài Mùa, thể hiện ước muốn nhìn thấy một nước Việt Nam không còn chiến tranh, để nhân dân sống trong hạnh phúc. Trong bối cảnh chiến tranh Việt Nam, ở tuổi chưa tròn đôi mươi, Lam Phương nổi lên như một hiện tượng với các bài nhạc hit rất quen thuộc trong chiến trường, gồm Chiến Đò Vĩ Tuyến, Đoàn Người Lữ Thứ, Nhạc Rừng Khuya, Nắng Đẹp Miền Nam. Đến tuổi trăng tròn lẻ, Lam Phương tiếp tục chinh phục khán giả với các bản nhạc ca ngợi tinh thần yêu quê hương, phụng sự đất nước
của các chiến sĩ như Chiều Hành Quân, Bức Tâm Thư, Tình Anh Lính Chiến. Sau năm 1975, khi định cư ở Hoa Kỳ, nhạc quê hương của Lam Phương tiếp tục đạt đỉnh cao. Về dòng nhạc mang tính tự sự, hai ca khúc Đèn Khuya và Kiếp Người là bức tranh tả thực về thời thơ ấu cơ cực của ông. Vào năm 1950, lúc mới 13 tuổi, ca khúc đầu tay của Lam Phương, Chiều Thu Ấy, thương cảm chuyện tình dở dang, khi được phát hành năm 1952, đã nhanh chóng có chỗ đứng trong dòng nhạc tiền chiến lúc bấy giờ. Từ đó, cuộc đời của tác giả Lam Phương đã được phóng ảnh qua các bài tình ca lâm ly gia diết với nhiều cung bậc: tình buồn, tình khổ, tình vui, tình đơn côi, khi vê, khi đầy, hòa trộn, khó phân ly. Về dòng nhạc tình yêu, hàng trăm ca khúc của Lam Phương đã thống lĩnh trên sân khấu chuyên nghiệp, phòng trà sang trọng, quen thuộc với mọi gia đình trong nước và nước ngoài xuyên suốt 70 năm qua. Phát xuất từ các tình huống rất thật của bản thân cũng như của tha nhân, với phong cách nam bộ chuyên nghiệp, chân thành, tình cảm nhẹ nhàng, sâu lắng, nhạc của Lam Phương có nhiều giai điệu và ca từ đi vào lòng người rất tự nhiên. Về phương diện nhạc sĩ, có nhiều ca khúc được nhiều danh ca trong và ngoài nước chọn hát live show và đơn ca, cũng như có nhiều bài hit được hàng triệu khán giả thuộc lòng. Lam Phương xứng đáng ngồi riêng một chiếu. Vào thập niên 60, bài Thành Phố Buồn làm tên tuổi Lam Phương nổi trội ở miền Nam. Ca khúc Ngày Hạnh Phúc năm 1959 đánh dấu hôn nhân như ý của ông với diễn viên kịch Túy Hồng. Sự ra đề của các bản tình ca nổi tiếng như Tình Bơ Vơ, Chờ Người, Biển Tình, Phút Cuối, Em Là Tất Cả, Tình Nghĩa Đôi Ta, Chỉ Thế Thôi, Biết Đến Bao Giờ, Tình Chết Theo Mùa Đông đã phản ánh một phần cuộc đời của chính ông, có khi thoáng qua, có lúc đơn phương yêu trong vô vọng. Sau hai thập niên đồng hành với nhiều cung bậc cảm xúc, hôn nhân của ông tan vỡ lần hai vào năm 1979, dẫn đến sự có mặt của hơn 10 bài tuyệt ca với tựa bài chỉ có một chữ như buồn, mất, tiếc, say, lầm và điên. Tái giá lần hai tại Pháp thập niên 79 và 89 là giai đoạn Lam Phương cống hiến cho đời các bản tình ca tràn đầy hạnh phúc, phản ánh cuộc sống thực của bản thân. Như lời chúc mọi người được hạnh phúc bền lâu trong hôn nhân, loạt ca khúc như Bé Yêu, Thiên Thàng Ái Ân, Bài Tân Ngô Cho Em, Mùa Thu Yêu Đương, Cho Em Quên Tuổi Ngọc đã chinh phục trái tim của hàng triệu khán thính giả Việt Nam. Sau đó, hôn nhân của Lam Phương lại bị đứt quãng lần ba. Ca khúc Một Mình mô tả hiện thực bóng chiếc tình đơn côi của ông một cách quạnh hiu. Sáng, trưa, khuya, tối, nhìn quanh một mình, đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng, chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Sau 83 năm sinh ra và thành danh ở Việt Nam, buồn bà đóng góp ở Pháp và Hoa Kỳ, với tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan, giờ đây cuộc đời tài hoa của Lam Phương chánh thức khép lại ở kiếp này. Từ nay trở đi, Lam Phương không phải tiếp tục sống với tình cảnh sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình, hoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình nữa. Đẳng cấp như tượng đài âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ tài hoa với hơn 200 ca khúc để đời, các sáng tác của Lam Phương đã trở thành
kho tàng di sản của âm nhạc Việt Nam thế kỷ 20-21, đến độ hầu hết các danh ca trong và ngoài nước khó có thể bỏ qua các bài tuyệt ca của Lam Phương trong sự nghiệp ca hát của mình. Tuy Lam Phương đã ra đi, sự nghiệp âm nhạc của Lam Phương với đẳng cấp siêu việt thời gian sẽ tiếp tục ngự trị trong trái tim của nhiều thế hệ Việt Nam trên toàn cầu. Tháng 8, 2020, nhạc sĩ Lam Phương tâm sự với khán thính giả Việt Nam trong nước: "Tôi luôn giữ niềm hy vọng cho đời sống của mình, dầu bệnh nhưng chưa bao giờ ngừng hy vọng, nhất là hy vọng sự trở về Việt Nam gặp khán thính giả yêu mến âm nhạc Lam Phương." Trong vòng nửa tháng tới, niềm hy vọng trở về Việt Nam của nhạc sĩ Lam Phương sẽ trở thành hiện thực. Hài cốt của nhạc sĩ Lam Phương sẽ rời Hoa Kỳ lên đường về quê hương như ông đã hằng mong ước trong 45 năm qua. Quê hương ơi, Việt Nam nước tôi mong gài về từng phút người ơi. Quê hương tôi nằm cạnh biển khơi, cho tôi tiếng khóc từ khi ra đời. Quê hương yêu dấu, với con đường thênh thang tưng bừng đón ta về. Mấy ngày qua, hàng triệu khán thính giả Việt Nam đang trông ngóng đón nhạc sĩ Lam Phương về với tổ quốc Việt Nam thân yêu, rồi sau đó về cõi Phật Cực Lạc, chính thức khép lại kiếp người đầy nghịch cảnh và bất hạnh của đời sống một mình đơn côi. Giờ đây, tất cả chúng ta hãy cùng nhau chắp tay như búp sen, nhất tâm cầu nguyện mười phương Phật vũ lòng từ bi cho nhạc sĩ Lam Phương thấu hiểu vô thường vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dứt chúng ba đường, làm bà con Phật Pháp giảng sanh Tây Phương tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.